Xin chào tất cả chú bác, anh chị em bạn gần xa ha, chào tất cả các bạn. Đam mê câu cá thì là nó đầu tiên, em xin chúc tất cả quý anh em mình nhiều may mắn và sức khỏe ha. Thì video hôm nay là em xin phép lên một video bao gồm 27 cái mã hàng như thế này đây. Đó, hôm nay giá rất là bất ngờ nha nè. Giá bất ngờ và hết hồn nha. Em bán giá hôm nay video. Đó, giá em hơi tùy hứng lắm nha nè. Em không có giá cố định đâu, tùy hứng, em muốn bán nhiêu em bán à. Hàng của em được bạc ngàn vô tư. Nha, không bán gì bán thoải mái lắm. Thì nhiều khi có anh em hữu duyên anh em mua được hàng rẻ, hàng này hàng nọ đâu ha. Hôm nay video này đặc thù. Thì trước khi lên video em cũng xin nói thêm ha. Đối với cái hàng này của em bán là hàng Nhật Bản, hàng đã qua sử dụng, qua tay nhiều người không biết được. Và hầu như là 70% cái hàng rút là anh em về đo thực tế là cái chiều dài nó không đủ. Đó là em nói trước nha, còn về cái cần 2 khúc 3 khúc thì cái nào nó lỗi em sẽ báo lỗi, em nhìn vô là em biết liền. Còn riêng về cần rút thì em báo trước là hầu như là 70% là hàng đo rút qua chiều dài thực tế nó không đủ so với thông số trên cần. Em nói trước anh em mình cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua ha. Hoặc là anh em có thể báo em đo chiều dài thực tế, nó còn bao nhiêu anh em cảm thấy mua được anh em mua nha. Đó, nên tìm hiểu kỹ trước khi mua. Em khuyến cáo như vậy để tránh tình trạng anh em mình mua hàng về rồi anh em đo thực tế nha. Mấy video trước em nói rất nhiều rồi. Nó có thông số của cần Nhật nó khác với cái cần mình, nhiều khi cần mới anh em mua về nó cũng không đúng thực tế ban đầu chiều dài trên cần nữa. Nên em cũng không biết nói sao. Nên hàng em này là hàng bãi đã qua sử dụng rồi. Anh em mua được thì hả chốt quyết định mua. Nó cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua, như vậy thôi. Ha, chia sẻ như vậy. Còn về cái phần chốt đơn thì cũng như thường lệ thôi. Quý anh em mình chốt đơn thì chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919192035. Em tin nghiệp nha, không chốt đơn hình thức khác. Còn về cái phần phí ship của em á là phí ship mặc định bưu điện. Bưu điện nó tính bao nhiêu, anh em tính bấy nhiêu nha. Tầm trong khoảng 30.000 đến 50.000 thôi, dao động trong khoảng đó. Rồi về cái phần hỗ trợ thêm của em là anh em chuyển khoản trước, anh em sẽ được bao ship hoàn toàn, hoặc là anh em mua hai đơn trở lên, anh em cũng được bao ship hoàn toàn, anh em không mất phí ship. Rồi như vậy. Đó, còn về cái cách bán của em á, nói chung là khách hàng ai cũng cần hết, em cũng rất thích, cũng kiếm khách hàng hàng ngày. Nhưng mà em chỉ bán đúng mục đích cho anh em mình thôi, anh em mua đúng nhu cầu, đúng mục đích sử dụng anh em mình thôi. Nên em không có bán bất chấp theo cái cách khác nha. Bán bất chấp chốt mọi đơn hàng hết, em không có cái nào chắc chắn mới bán. Nhiều khi anh em mua chưa chắc thì em còn khách hàng mà có cái dạng là cái xấu chưa chắc thì em bán nữa ha. Trong anh em buôn bán, trong giới buôn bán của em có một cái group sẵn em chia đổi với anh em mình luôn. Trong nhóm anh em buôn bán của em á, bắt chung nam đủ loại hết, nên có một cái group Zalo. Tất cả những khách hàng mà đã từng bơm hàng này nọ ha, là anh em tụi em gom chung cho một cái Zalo như vậy. Nên khi anh em mà có lịch sử mua hàng mà có lịch sử xấu đen rồi, nó là em hạn chế lắm, em ngại lắm. Thực chất là vậy ha, thì chia sẻ như vậy thôi. Thì không mất thời gian nhiều, em cũng xếp lên video luôn ha. 27 mã hàng, em cũng xếp lên nhanh nhanh cho anh em mình xem luôn. Cái cây đầu tiên em bán với anh em mình, nó là một cây cần ply nha. Cây này hàng mới chưa sử dụng. Đó, dòng lock mod. Cây này hàng của Honda qua lock mod nha. Dòng lock mod nè. Cây này ply nha anh em. Thì nếu video trước em bán thì em chia sẻ rồi. Cây này dành cho anh em mình chơi nghệ thuật nha, lua suối. Chuyên cho anh em mình câu lua suối và dành cho anh em mình câu nghệ thuật nha. Đó, cây này quá trời đẹp nè. Mới chưa sử dụng nha anh em. Mình co bọc cán cần rồi nè. Còn lại là mới 100% chưa sử dụng, thiếu cái hộp thôi. Đó, lock mod ZF97 hàng Daiwa. Daiwa, cây này sản xuất tại Taiwan nha nè, xuất tiêu chuẩn Nhật. Đó, nó dài là 9 feet là 2m7. Rồi nó có nhiêu đó thôi, thông số nó là xài dây số 7 vậy nè, thông số 7 đó, nên em chip line em sẽ biết nha. Còn lại là mới chưa sử dụng, khoen xích. Rồi cái thông số chi tiết của cây này luôn, thì anh em nào chơi thì mua sưu tầm, giá có vài trăm ngàn thôi nha. Cây cần Nhật xịn quá đẹp, chơi mới chưa sử dụng luôn, anh em về chân tủ chân kệ cũng đẹp nữa. Cân nặng đúng 100g. Ngọn của nó là 1.8 ly. Rồi cây này mã số 1 em bán với giá là tiêu trời, giá chốc mất tiêu cái gì rồi. Mã số 1 em bán giá 800.000 rồi nha anh em, giá cho anh em mình dễ chơi dễ mua. Chơi cũng được không chơi cũng được, trưng bày trưng bày, đặc biệt là anh em đam mê cần Nhật về trưng bày bao đẹp. Hoặc là có dịp nào đó anh em đi câu UL hoặc tập cọc lai, anh em lấy anh em câu trên này, anh em cặp cái câu rất là lạ. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cần xích biển nha, một cần xích biển carbon, nó bắt máy Fuji vàng, tem vàng đây.
zip tổng thể cho anh em mình trước ha. Nói chung cần còn rất đẹp nè. Về thông số đây, cây này hàng hãng của Rock gì nè, Ocean West Rock, và hãng con Valley Hill nha nè, hãng hãng của Nhật nha. Ocean West cây này chuyên quấn zip biển nè, có thông số nè, dài 2m1 đó. Nó zip mát nè, mát 4 z 112 g. Nó tải cá mát 20 là bao là tầm khoảng 10 kg, bé số 3 nha. Cây này khoan full six. Thì nói chung những cái dòng cần zip này nè, giá nó rất là mắc, nói chung nó hạn chế khách mà nó kén khách quá, nên cây này em bán giá sale luôn nha nè, sale sập sàn luôn. Cây này là 310 g, ngọn của nó là 2 ly 2. Rồi thì cây này á, thì giá 2,5 triệu em sale còn 1,5 triệu luôn nha. Em bán giá tùy hứng, thì ví dụ anh em nào đang có nhu cầu chuẩn bị đi zip biển rồi đó mà ngại mà đầu tư những mặt hàng mới mà giá tầm 5-7 triệu, 10 triệu rồi đó, thì anh em có mua cây này nha, có hữu duyên thì anh em có mua em sale giá 1,5 triệu luôn. Để cho anh em muốn zip hữu duyên thì mua nha, 1,5 triệu sale sập sàn luôn, 2,5 triệu luôn, em sale còn 1,5 triệu, thích thì mua nha. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình mới cần 3 khúc 2 ngọn nha. Cây này hàng mới chát nè, mới bóc luôn, rất mới luôn, bắt máy Fuji tem vàng da băng đàng hoàng. Đó, cây này là hàng của Olympic nội địa Nhật nha anh em, 3 khúc 2m7, một ngọn cứng 120 và ngọn cứng 80 nha, cần rất đẹp, chất liệu là phíp. Giá thì anh em khỏi bàn cãi, khỏi suy nghĩ luôn, fan Fuji luôn nha. Cân nặng là 474 g của tổng thể 2 ngọn, một ngọn 2,5 ly và một ngọn 2 ly. Đó, cây này mã số số 3, bán giá 600 ngàn nha, khỏi suy nghĩ về giá 2 ngọn luôn. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình một cái lua nha, một cái lua hàng VIP đây, bắt máy Fuji Daiko nha. Cái hàng Daiko này là hàng chuẩn nha, cần lua thì cái phôi Daiko này là chuẩn rồi, không khoảng phôi nào, Daiko Rimi nha. Đó, 106 mh là size MH, dài 10,6 ft, là 1 m, ở 3 m 3 m 18, gần 3 m 2. Nó giải mồi cao nè, lua từ 28 đến 60 g, nó tải cá tới 20 là bao, tải cá tới 10 kg, hàng in ra băng luôn nha, hàng Daiko nè, rắc nét tỉnh được 4 kg, cần luôn nhé, tỉnh 4 kg luôn nha. Đó, khoen full xích nha nè, xích nòng súng không nghĩ xét luôn. Báo cho anh em là cây này là lua VIP nha, mà hát thì cây này anh em quấn lóc rừng được nè, nảy lắm, nó không cứng nhưng mà nó nảy nha. Cây này anh em quấn cá đồ rất là ngon, quấn nhái sống đồ rất ok, hoặc là về anh em mình lua gần. Cây Daiko VIP anh em mình chuyên quấn lua sẽ biết nha. Cây này thì giá rất là mắc nhưng mà em bán giá thì tầm trung. Cân nặng là 359 g. Ngọn của nó là tới 2,5 ly, 2,6 ly lận. Rồi, cây này thì mã số 4 mình bán giá là 3,8 triệu nha anh em. Giá 4,4 triệu mình đã điều chỉnh giảm hẳn xuống còn 3,8 triệu bán cho anh em mình luôn. Rồi, video hôm nay thì em nói trước anh em là hữu duyên sẽ mua được hàng rẻ nha. Tiếp theo lên cho anh em mình một cái ISO nha, cái ISO đời mới, cây này hàng cũng đây qua đời mới nè, quá trời đẹp luôn. Nó cái góc nó nhỏ xíu, nó nhỏ hơn tay cái em nữa nha. Nó bắt máy Fuji. Đây, hàng cũng đây qua sản xuất tại nhà máy đây qua Việt Nam nha. Ngọn 1.5 và 4,5 m. Đồ ran. Đó, cây này đời mới giá ở đâu cũng đâu 1,7 triệu, 1,8 triệu vậy nè, giá hợp của nó bán ra. Đó, cây đây qua đời mới nè, đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Đó. Đây, nguyên zin đó nha, đẹp xuất sắc. Rồi, cây này cân nặng là 140 g, ngọn của nó là 0.8. cây này mã số 5, em bán giá 800 ngàn nha nè, giá có 800 ngàn thôi, nửa giá mới thôi, chưa được nửa giá mới nữa. Nó cần rất đẹp luôn, nhẹ tinh, có 140 mấy g, 800 nghìn, không mua là không biết anh em mua cái nào, đang cần cứ mua nha, 580 g. Ủa lộn, 800 k. Tiếp theo lên cho anh em mình cây một cây cần tay nha nè, cây cần tay, cây này luôn có bao zin của nó nè, gần như là mới, chưa sử dụng, chưa rớt nước, chỉ thiếu cái hộp thôi. Đó, như cây này TFC nha, nguyên cây cuối cùng trong cái dàn TFC của em, nội địa Nhật nha anh em. Bây giờ mình đã đưa Nhật và chỉ lưu hành thị trường Nhật dùng TFC nha. 13 là dài 39, cây này cứng đều nè, cứng đều nảy toàn thân nha, nó tầm khoảng 3 h 3 h rưỡi, gần như là chưa rớt nước. Nồi điện Nhật 100% nha em, ngọn là ngọn Long Phụng, ngọn là 0.6 0.7 thôi, hàng nguyên zin, chỉ thiếu cái hộp thôi nha. Cây này là đủ chiều dài chuẩn nè, cân nặng có 88 g, 39 có 88 g mà nha anh em.
Rồi, cây này thì mã số 6 mình bán giá 900 nha. Số 6 em bán giá 900. Tiếp theo lên cho anh em mình một ISO. Đó, tiếp theo lên cho anh em một ISO, cái ISO Shimano này. Đó, hôm trước em có một cây nha, cây kia mới hơn em bán rồi nha. Cây này nó có xước hơn, em bán giá xước nha. Bắc Mắc Fuji, Phương Fuji đọt 3 và 3m3 nè, hàng Indonesia nha. Đó, nó có xước như thế này. Cây kia thì mới chát à. Cây này thì có xước. Phương Fuji. Các con sáng. Ngọn nè. Đó, cái này đọc, đọc số 3 ngọn to nha. Cần này có xước chỗ cái góc như vậy. Xước em bán theo giá xước. Cân nặng 110g. Ngọn của nó là 1 ly 4. Cây này mã số 7 em bán giá 700 ngàn nha nè. Cây kia em bán 1 triệu. Cây này có xước em bán giá 700. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình cầm súp hệ nha nè. Cây súp hệ, cây này cái bao phải bao nó nha. Mà cái bao này đẹp, em để cho anh em luôn. Cây này súp súp leader 7 màu nha nè. Cây này gần như là tuyệt chủng rồi. Súp leader 7 màu nè. Anh em nào chuyên chơi súp sẽ biết nha. Súp leader 7 màu. Thông số đẹp luôn. CST là cứng 30 và 4m25. Pho là pho sóng ít toàn thân nha anh em. Mấy cây này anh em lấy lóng, anh em lấy ngọn về anh em thay cho mấy cây spin cũng được đó nha. Nếu mà nó tương thứng. Tại vì cái pho sóng ít nó giống mấy cây spin đâu nè. Đó, khoen này khoen full xích nha. Đặc biệt cây này cần dây trong nha anh em. Đó, ngọn nè. Ngọn nó đây. Đó, anh em thay cho mấy cây spin cũng được đó. Đó, hoặc có mấy cây sub leader khoen trắng rồi đó. Được hết nha. Đó, pho rất đẹp. Thì cây này á là nó cái là nó có chế độ zoom nữa nè. Anh em để anh em câu nha, rút ra chế độ này nè. Đó. Đó, nó có một cái chỗ này là cái nút đít dưới này nha, nút dặn dưới đít này nó mất tiêu như nè. Mất dặn cái này mất tiêu rồi, nó mất tiêu rồi. Thì cây này á thì em báo thông số lần trước cái ha, thì giá em báo sau. Cân nặng 457 g. Ngọn của nó là tới 3 ly rưỡi rồi. Đó, cây này rất cứng nha, nên nó cứng hơn CX nữa nha. Đó, thì cây này thì em mã số 8, giá 2,5 triệu, em giảm thẳng xuống còn 2 triệu luôn nha. Bán cho anh em là thích thì chơi dây trong, kiếm bộ khoen lên bộ khoen nữa anh em muốn kẹt ra luôn nha. Cái pho sub leader 7 màu mà nó tốt lắm. Nó như cái pho spin vậy. Anh em chỉ muốn lục bằng cái dòng dây trong mà nó cứng hơn cái kia, nó cứng nảy lắm, cứng ghê lắm. Giá 2 triệu. Rồi tiếp theo lên cho anh em cái súp lở nha. Đó, cái súp lở hàng carbon, cái góc nó có chày xước lâm tâm đi ti dính dơ luôn nè. Bắt máy Fuji. Cây này dài 3 m, cứng tầm khoảng 15-20 nha. Made in Korea nè, sản xuất Korea xuất Nhật. Hàng carbon, fan Fuji, bắt máy Fuji. Đó, carbon xoắn. Cây này cứng cả 15-20, súp lở. Rồi, cây này thông số chi tiết của nó. Cân nặng 183 g. Ngọn của nó là 2 ly 1. Cây này mã số 9 nó bán giá 600 ngàn. Tiếp theo lên cho anh em nè, cái súp spin này nha. Đó, cái súp hệ luôn, cây này em sale giá nè. Đẹp ra luôn, em thích giá nào bán giá đó nè. Cái súp spin, cái góc nó có chạy xước nè. Mấy cái này coi như là ngoài da nó thôi, cái phôi này nó hơn thép nữa mà. Đó, cái spin cây dòng ở đơn Nhật như nè, spin power 450 DST. DST là cứng 27 nha. Đó, cái spin ở đơn Nhật bắt máy titanium, Fuji titanium. Cái spin này cây này nó chỉ dưới màu cái kisu thôi. Giá 17-18 triệu cây gì đó. Cây này dòng 6 phen nha nè, dài 4m rưỡi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, luôn bu luôn 7 là có 6 chứ. Đó, 6 cái phen xích trắng nha, bộ phen này không là 2 triệu rồi đó. Đó, pho là pho sắn ít toàn thân. Thì nói chung nó có xây sát ngoài da này nữa không. Đó, nó xây sát ngoài da như thế này. Con mặt này thì đẹp. Nó một mặt này thì nó xây sát. Do người trước họ chơi, họ để lên gần đá, họ kéo tới kéo lui á. Nó đừng nguyên phen nè. Nên trên này là lóng đẹp lại rồi. Rồi, cái này như vậy nha, 4,5 DST. Cân nặng là 493 g. Đó.
chọn của nó là 2,5 ly. Rồi cây này mã số 10 em bán giá 5,5 triệu. Thì mấy cái anh em nào theo dõi video trước thì em bán cây này thì giá anh em biết rồi đó, 7,5 triệu một cây. Đúng rồi, hôm nay em bán giá 5,5 triệu cho anh em, là có hữu duyên thích thì mua nha, 5,5 triệu nha nè. Số 10 một cây một duy nhất, thì anh em nào chốt thì chốt nha, còn đúng cây bán luôn cho rồi, anh em nào hữu duyên thì thích thì mua. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái cần tay nha. Đó, tiếp theo lên cho anh em mình cần tay, cây này là hàng của Sustar dòng đời mới nha, Sustar New nè. Đó, mới thì cũng mới chát luôn. Đây, tem xuất Nhật nha, Sustar 6m3 luôn. Đó, mới chát nè, Sustar Grio nè. Gen Grio. Cây này giá cũng căng lắm đó nha anh em. Cái dòng đời mới nè. Nó có những cái chống nổ đồ được đầu lóng đó nha anh em. Thôi thì mới bóc à. Có bắt quá dính là dính những cái vết ố, vết dơ thôi. Còn lại là mới bóc, không có vết xước, vết cày gì hết. Hàng cũng nguyên xi, nguyên bản, cây này là đủ chiều dài nha nè. Ngọn là ngọn long phụng. Cây này thì nguyên xi đủ chiều dài đó, dài 6m3. Cân nặng là 204g, ngọn 0.8. Cây này thì nó cứng tầm khoảng 2,5-3h nha nè. 2,5-3h, dài 6m3. Rồi, cây này thì mã số 11, em bán giá của nó là 1 triệu thôi nha nè. Mã số 11. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cần tay, cần tay lóng ngắn. Cây này thì anh em là chuyên câu suối VIP lắm nha. Cây này hàng của NT bao zin đó nè, NT đời mới luôn đó. Cây này hàng của NT, đây nắp chụp zin nó luôn. Nói chung chỉ thiếu cái hộp thôi, còn lại là như mới nè. Anh NT Arinos nha. Đó, cây này dài 4m4, cứng tầm khoảng 3h rưỡi, rút cả thẳng nha anh em, rút cả thẳng nãy, còn lại là như mới. Arinos NT thì cây này chuyên cho anh em câu cá suối, cá giết, cá mương rồi đó nha. Đây, nguyên zin nguyên bản của nó hết. Nhẹ thì khỏi nói, 75g nha, siêu nhẹ 75g. NT này mới chỉ có một cây một thôi. Rồi, cây này thì mã số 14 mới bán giá có 1,2 triệu vậy anh em. Hôm nay là video này là bán giá rất là ngẫu hứng. 1,2 triệu. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình có cần hai khúc nha, cần hai khúc carbon. Cây này hàng của Ruby đẹp quá nè, hai khúc carbon đó, tem nào đi Nhật nha anh em, hai khúc carbon nó thiết kế đẹp quá vậy, cầm chắc quá vậy, cầm chắc lỗi à. Bắt máy Fuji tem vàng sọc xanh giữa này nha, cái mút và cao cấp, cứng 80-21, đồng thông số đẹp quá, cần cũng đẹp nữa, đồng super fan là fan Fuji, fan Fuji xám, hỗ trợ đồ bu Fuji luôn nha, xích môi chày luôn. Ồ, cân này anh em ở khu Nha Trang, khu Phú Yên, Khánh Hòa là câu quấn biển đồng mê lắm nè. Cái này 2 khúc, 21 đẹp quá, 80 luôn. Cân nặng là 413g. Ngọn của nó là 2,7 ly. Cây này mã số 13, bán giá 1 triệu nha, giá 1 triệu. Rồi tiếp theo lên cho anh em suốt carbon nha nè. Suốt carbon mà nó làm cái tay cầm nè, cái góc nè, nó làm như cần lua vậy. Olympic, đây tem nào đi Nhật, Olympic bắt máy Fuji. Cây này là 3m9h, cứng tầm khoảng 25 nha nè. Đó, carbon thì nói chung cây này vận chuyển về cái phen địa ba nó bị cong cong quẹo quẹo nè, thì em để gì luôn thì em bán giá rẻ nè, cong cong quẹo quẹo, không có gãy, không có hư gì hết đây nè, không có phen nào mà nứt chân hết. Đây, carbon một mồi phao xanh ngọc nha. Đó, nói chung phôi vẫn còn mượt, vẫn có vết ố, vết sờn, vết xước, nhưng mà không có cái gì gọi là đáng kể hết ha. Đây, ngọn này ngọn sơn dạ quang, ngọn carbon. Chỗ này là do nó chạy do cái chân phen thôi, chân phen rút vô chạy nước sơn đi nha, không có bị gì hết. Rồi, cây này thì bán giá rẻ luôn, cân nặng của nó là 2,5 ly. 386g. Rồi cây này mã số 14 em bán giá 700.000 nha anh em. 700, anh em chuyển khoản trước anh em được bao ship nữa ha. Đó, cái tiền đóng hàng, ống nước thôi mấy chục ngàn. Rồi tiếp theo lên cho anh em cái cần tay lóng dài. Đó, cái cần tay lóng dài, cây này hàng cũng đai qua. Carbon xoắn đây. Đó, cây này cứng đều 9m nè, dòng carbon whisker xoắn ít nha. Xoắn ít toàn thân, hàng cũng đai qua. Nó còn nắp luôn,
Nói chung cái cây này á, thì tất cả các đầu lóng đều rất ok, không có cái đầu lóng nào bị lỗi, bị sờn xước đầu lóng hết ha. Chỉ có cái phôi nữa thôi. Đây cái phôi nó hơi ố ố nè. Ố với nó cái phôi nó không được mới nha. Nó vẫn là sống ít toàn thân. Đây, cái cây này nè. Cây này em nghĩ chắc do câu ngấm nước mưa rồi về không lau sạch nè, thì bỏ lâu ngày cái nó bị sờn, nó bị ố cái lớp sơn bóng bên ngoài nữa không. Nó sờn nè. Đó. Còn chất lượng thì rất ok nha nè. Chất lượng không lỗi lầm gì hết, cần em đã test thử rồi. Vẫn là phôi sống ít toàn thân. Cây này là ngọn long phụng nha. Cái phôi nè, sờn với nó ố ố nha. Nó không lỗi lầm gì hết, ngọn long phụng. Cây này tầm khoảng 5-6 h nha nè. 9 mét cứng đều, cân nặng là 397 g. Ngọn cây này được 1 ly. Nó cây này mà số 15 em bán giá 1,5 triệu rồi nha em. Nó giá em tùy hứng, giá rất mềm luôn, 1,5 triệu. Cây cần 9 mét đai qua sóng ít nội địa, 1,5 triệu. Rồi tiếp theo lên cho em cần tay lóng ngắn nữa nè. Cây này có cái bao cần có nút đầy đủ hết. Đây Super C-Shot lanh gì nè. Nó cái góc ngọn tay Úc này mà, nhỏ hơn tay Úc này nữa. Đây tem xuất Nhật. Đó, cây này nhãn của con gì đây, nhìn không rõ nè. Tiếng Nhật không biết nha. Cây này 36 nhưng mà cái gốc nó sống hai da nè, thấy không? Cây này cũng vậy, nó còn carbon phôi còn khá mượt nè. Carbon 36, cây này tầm khoảng 3 h nha nè. Nó cây này cũng vậy nè. Nó rất là nhẹ. Chuyên cho anh em câu cá giết, cái suối cá mương chỉ có 52 g thôi ha. 36 nặng có 52 g. Thông số nặng rất đẹp. Đó, cái giết cái suối cá mương không thích hợp nên con bạo lực nha. Rồi cây này mã số 15, em bán giá cũng 600 ngàn nha anh em. Đó, chuyên cho anh em đó, 600 ngàn mã số 15 còn luôn bao nắp đầy đủ á. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình cái cần 2 khúc nha. Cây này hàng đai qua đời mới đẹp nè. Mấy chỗ này dính bụi dính dơ thôi, anh em chịu giữ khó anh em rửa là cần đẹp liền. Cần này không có vết xước gì hết, đai qua hoa đà lóc. Bắt máy đời cao, đai qua chính hãng nè. Cán mút chỗ này mút cứng vậy nè. Hàng đai qua đây. Đó, hàng này cây này sản xuất tại Taiwan như nào, sản xuất Taiwan, xuất từ trường Nhật, dài 2,7 m, cứng tầm khoảng 30 thôi. Đó, hai khúc 2,7 m, cứng 30, tất cả phân xích đời mới hết nè. Nó phân xích chân trắng đời cao ha. Cây này chuyên cho anh em quýnh cá chép, cá trê đồ, cá chim đồ, hoặc là quýnh cá mè đồ ha. 30, 2,7, 2 khúc. Nói chung cây này nó anh em về anh em chịu rửa lại là cần này mới lắm, mới mà đẹp lắm ha. Tất cả phân xích, cân nặng là 258 g. Ngọn của nó là 1,5 l. Rồi, cây này thì mã số 17 em bán giá 900 nha nè. Đó, giá chưa bằng cái bộ khoen nữa, 900 nghìn. Rồi, tiếp theo lên cho anh em mình phải cần rút khoen lớn. Xuất lỡ nha, xuất lỡ, cần rút khoen lớn thì cũng nó là nha. Đây, hàng carbon. Bắt máy Fuji. Tem vàng xuất Nhật. Cứng 15 và 2,1 m Ruby ha. Cây này hàng Korea xuất Nhật. Đây Korea xuất Nhật dòng Carbon Master nè. Đó, 15 2,1 m phen Fuji. Nó chân phen chỗ này nè, nó có dán keo này, chắc nứt chân phen nó dán keo lại này nè. Còn lại là mấy phen kia thì đẹp. Carbon xoắn. Mấy chỗ này nó chốc nước sơn, chỗ cái chân khoen này ha, chỗ chân khoen nó cọ cát thì nó chốc nước sơn thôi, không ảnh hưởng tới phôi gì hết. Đó, 5,2 m, cân nặng có 110 g mà nha em, cân nặng 110 g, ngọn của nó là 1,8 l. Rồi cây này là mã số 18 mà bán giá 500. Rồi tiếp theo lên cho anh em một ISO nha, ISO carbon, ISO khoen nhỏ, Grand Bus. Cái góc bằng ngón tay cái em thôi, nó có bé xí ha, chỗ này nó có xe sắc nhẹ chỗ góc. Bắt máy Fuji đột 1 dài 5,4 m, hàng máy in Korea, sản xuất Korea xuất Nhật, ngay dòng Super Carbon luôn. Carbon này carbon tốt nè, định vị ống nè, định vị góc nè, nó khôi khá mượt nha, tất cả đều khoen Fuji hết. Carbon sẵn. Ừ.
còn sẵn trong kho này còn quá mượt nha nè, bóng đẹp đàng hoàng, ngọn ngọn zin của nó luôn, độc một dài 5m4, kem Fuji rồi, ngọn là ngọn 0.6, cân nặng 240g. Rồi cây này mã số 19, em bán giá là 600.000 nha. Mã số 19 giá 600. Rồi tiếp tục lên cho em cái sút lở nha. Cái sút lở nè, cây này cái gốc nó còn chưa cả hàng carbon nha em. Cái gốc còn chưa bung cái màn co nè. Đây, cây này bắt máy của hãng. Dài 3m9 nha. Cây này hàng China xuất Nhật nha nè. Hàng China xuất Nhật 3m9, cây này cũng còn rất đẹp nè. Ôi đẹp quá. Cây này nó về hạ tay anh em đánh được nè. Hạ lấy phôi thôi, cái phôi quấn cần tay im lắm. Quấn bao lực nè, khoen hãng luôn, cái xích hãng nha nè. Khoen bóng nó bóng rồi, khoen phôi xích hãng hãng của nó luôn. Đây cặp con sáng, phôi còn đẹp nè. Cây này em về hạ tay anh em nhấp ớt được luôn á. Tại vì nó cứng xuất lở, cây này nó cứng tầm khoảng 20 còn xuất lở lắm. Lấy phôi nhấp ớt đâu được, dài 3m9 nha. Cân nặng là 280g. Ngọn của nó là 2 ly. Rồi cây này mã số 20, em bán giá 400.000 nha nè. 400. Tiếp theo lên anh em cần tay nha. Cây này cần tay đai qua cái bao đảo quá. Bao da đàng hoàng nha nè, da xịn luôn. Đó, cây này bao da thiệt luôn. Cái da theo em đánh giá là da này da thiệt. Cần tay đai qua, thông số đây 3m6, thu gọn 40cm, cân nặng 135g. Cây này cứng tầm khoảng 4-5H nha nè, rút vào thẳng tưng luôn, đai qua phíp đỏ. Đây, tay cầm. Cây này không phải dễ kiếm đâu, lâu lâu mới về được một cây nha nè, đai qua. Đai qua phíp đỏ, nói chung là cây này nguyên xiên, nguyên bản đó. Ủa, cái bao để cái bao để 36 mà cần được tới 4m2 nha nè, có nghĩa là cái ruột cái bao của cây khác rồi, cây của 36 rồi mà cái ruột của 4m2 lần nha. Đây nó nói chung cũng của nó đó, cái bao cũng của nó luôn nhưng mà nó khác chiều dài thôi, còn là bao zin của nó đó. Nó cây này 4-5H nha nè, nói chung phôi còn rất đẹp, không lỗi lầm gì hết. Cân nặng hiện tại của nó cũng thu gọn là 40cm luôn đó, cân nặng hiện tại nó 184g. Rồi cây này thì mã số 22 21, em bán giá 500.000 nha. 21 giá 500. Tiếp theo lên anh em ISO nha, ISO VIP nha. Cây này hàng của Shimano đồ đi Nhật, Biomaster luôn, Tomorrow Touch Today. Nó bắt máy liền đời cao nha. Hàng Biomaster, cây này hàng hệ đó, nhưng mà đời hơi sâu chút xíu thôi. Biomaster đột 1 và 6m3 nha. ISO khoen nhỏ, sóng hít toàn thân luôn, tem vàng nội đi Nhật nè. Cây này được cái phô rất đẹp nha, anh em muốn hạ tay thì cây này hạ tay quýnh tịch lắm. Hạ tay thì cái bắt máy nó hơi khó, hơi mất công tí, bắt máy liền nha nè. Máy liền mình phải cưa nên mới hạ được máy này. Khoen được phen full xích. Đó, tất cả phen full xích còn phô đây. Sóng hít toàn thân. Phô đẹp quá. Sơn ít toàn thân. Cây này phôi đẹp quá vậy ta. Nó phôi sơn ít nó đừng bị khoen nào luôn. Ngọn có sơn ít không? Đồ mà ngọn sơn ít luôn nha anh em ơi. Ngọn sơn ít, ngọn long phụng sơn ít luôn nha. Cây này nguyên si rồi. Cây này em nghĩ chắc có hụt tí xíu nha. Hụt ít thôi thì ngọn còn quá dài. Cân nặng là 305g. Rất là nhẹ nha. Ngọn là ngọn 0.5 mà. Rồi cây này mã số 22 em bán giá 1,5 triệu nha em. Số 22 giá 1,5 triệu. Năm 2,5 triệu rồi. Tiếp theo lên cho anh em mình cái bao cần gam cao su đây. Thuộc cũng là cần gam cao su luôn. Cây cần tay 8m1, hàng gam cao su cần tay mà thấy không. Cây này thuộc dạng siêu nhẹ nó rồi. Lóng bự hơn là cái em tí. Gamma cao su nha anh em. Cần gamma cao su. Đây, tem nè, tem có gamma cao su. Đó, cây này là gamma cao su.
Mark 4 nha. Mark 2, cái này ra Makasu Mark 2. Dài 8m1, nó còn ẩn dưới này nè ha. Hình carbon. Đây, nắp chụp của nó hết luôn. Nó vô nhỏ siêu siêu à. Tất cả đầu lóng đều đẹp hết, không có cái chỗ nào mà gọi là xước xát mà ảnh hưởng tới đầu lóng hết ha. Cây này cũng dị nguyên zin, nguyên bản hết. Chỉ có cái phôi thôi, cái phôi nước sơn nó hơi rợp này nè, thấy không? Cái này là nước sơn bóng bên ngoài thôi. Cũng giống như nước sơn bóng xe thôi, phôi thì không ảnh hưởng nha nè. Anh em nào không thích thì anh em về anh em đánh giá, anh em vuốt hết ra, anh em sơn bóng lại là cần mình đẹp thôi. Còn cần mình hiện tại là lớp sơn bóng bên ngoài nó bị ố nè. Tất cả các lóng luôn nha. Đó. Nè, tất cả các lóng luôn, anh em muốn đẹp thì anh em về sơn lại. Được cái là cây này nguyên zin nguyên bản nha nè. Nguyên xi của nó hết. Nó ngọn ngọn khá to, dài 8m1 nha. Nguyên xi của nó 8m1, để em cần thử bao nhiêu. Có 250g, 246g mà trời. Đó là 246g là 8m1, 246g cây này tầm 5H nha nè. Này là Makasu thương hiệu số 1 luôn. Ngọn của nó tới 1,6 luôn. Đó, thì cây này á thì thay vì là hàng ra Makasu này em bán giá phải tầm 3 triệu, 3 triệu mấy một cây cơ mà. Cái cây này do cái phôi nó ố gì đó, em thích thì em bán. Để em coi cây này em bán giá nhiều, mà em ghi nè, tùy hứng em bán thôi. Mã số 23 em bán giá 1,6 triệu rồi nha. Hứng giá nào bán giá đó. Tiếp theo lên anh em cần lua máy ngang nha nè. Còn cây này chắc lội vậy trời. Còn lua máy ngang mất máy nè. Đó, cái tay cầm, cái chui cần cũng thấy ghét nè. Cái này cái bầu xuống đây nè. Đó. Cần lua máy ngang. Đây, carbon xoắn nè. Cái này hàng hãng của Suzumi, nội đi Nhật nha. Cái này hàng đồ đi Nhật, hàng chia cầm cái phôi thế khác quá. Nội đi Nhật, nó carbon xoắn nha. Cái này phôi cũng rất là chất lượng nha nè. Cái này hàng vui xám. Anh em muốn kiếm cây phôi chất mà giá bình dân chơi thì quốc cây này máy ngang nha. Dài là 1m8 nè. Nó lua từ 3/16 đến 1/2 UZ là tầm khoảng 14g. Nó tải cá từ 3 cho đến 3 cho đến 6kg. Nó tải cá rất lớn nha. Phôi tốt nha nè. Cây này vô chắc lắm. Canh nặng 118g. Cây này ngọn của nó là 1,8 ly. Rồi cây này mã số 24. Em bán giá 700.000 nha. Tầm giá 700 kg mấy ngàn. Cây này chất nha. Chất cực luôn. 100.000. Tiếp theo lên cho em cần dây trong, cây này bao zin của nó luôn. Cái bao zin bao đai qua nè. Đây, nắp chồi nắp chụp zin luôn, chồi mới như vậy. Sear Power 80H7 cứng cao luôn nha. 80 cần rút. Cây này hàng đai qua, order lock. Sản xuất tại Korea xuất Nhật. 80H7. Đó, mới chát vậy ta. Kể cả cái này cũng của nó luôn nè. Nó mất máy Fuji Daiwa, cứng 80, rút 27 nha anh em, rút dây trong, nóc nè. Ui, mới chát luôn, quá đẹp. Cây này mới chát rồi nha, nguyên cây này thì nguyên zin nguyên bản. Fan Fuji, cứng cao, cứng 80, 27, cần rút. Cân nặng là 310g. Ngọn của nó là 3 ly. Rồi. Cây này thì mã số 25 giá 700 nha nè. Cây này mã số 25 giá 700.000 này nha. Cần đai qua quá xịn luôn, 700. Rồi tiếp theo lên anh em cũng là một cần dây trong 3 khúc nha. Đó, cây này hãng của Suzumi Motherbone. Đó, dây trong 3 khúc bắt máy đời cao special đặc biệt luôn nè. Đó. Cây này cứng 50 3 khúc 3m3 nha. Đây, khoen cũng khoen xích luôn. Mấy cái chỗ đầu lóng này nó chạy nhẹ một tí, còn thân cái này thì đẹp nha. Đó, hàng carbon 53m3. Thì anh em câu về chán chê luôn, thì anh em lên bộ khoen 100.000 anh em câu tẹt ra nha. Cây này mấy cái phôi dây trong này nó chất từ rồi. g. Ngọn của nó là 2,6 ly, 2,8 ly. Cây này mã số 26, em bán giá có 600 nha anh em. 600.000. Đó, rồi cây cuối cùng trong video hôm nay em gửi đến em cái cần tay carbon lóng dài nha. Đó, một cái cần tay carbon lóng dài.
Đây, tem Nhật nha. Cây này dài 2m7, cứng đều nè, cứng đều 3H nha. 2m7, cây này về cho anh em mình câu tôm hoặc anh em khảy rô đồng rồi đó. Carbon xoắn nè. Nó ngọn nè, cây này ngọn lâm phụng, ô ngọn carbon đặc luôn. Này chi nó nãy cây ngọn carbon đặc nha. Cây này anh em về câu tôm rồi rất ok, hoặc anh em khảy cái rô đồng rồi, rất là ngon. Có cây này mà để anh thông báo thông số nè. 3H cứng đều. Cân nặng 78 g. Cây này mã số 27. Em bán giá 500 rồi nha, 500.000. Đó là tất cả những video hôm nay. Thì anh em là hữu duyên xem video em có cơ hội mua hàng rẻ. Video này em bán giá rất là mềm. Đó thì anh em là chốt đơn vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919192035. Em tên Nghiệp ha. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video sớm nhất nha.